Các bạn ơi! Ôi ơi! Các bạn ơi! Các bạn nhỏ ơi, các bạn bình tĩnh. Ai cũng sẽ có quà nhá. Ai cũng sẽ có quà. Ông già Noel ơi, ông già có thể đi xuống bên phía dưới khán đài được không? Các bạn ơi, các bạn trầm trọng, bình tĩnh một chút. Ông già Noel sẽ gửi quà đến tận tay của các bạn đấy ạ. Xin kính mời các bạn nhỏ đi xuống sân khấu. Chúng ta phải nhường sân khấu lại cho rất nhiều các diễn viên đang chờ đợi các tiết mục tiếp theo. Vâng, các em thiếu nhi thân mến. Các bạn thiếu nhi ơi, còn ai chưa có quà giơ tay lên nào? Đâu, ai chưa có quà giơ tay lên nào? Rồi, bây giờ nhá, các bạn mà chưa có quà đâu, giơ tay đâu? Rồi, các bạn chưa có quà, quay lại đây, ông già Noel cho quà nào? Này, chưa có quà. Chạy đâu đây lấy quả lên. Xin mời các bạn nhỏ đi lên xuống bên dưới. Ông già Noel đã di chuyển xuống đây ạ. Các bạn ơi, hôm nay là ông già Noel này chỉ những bạn thật là ngoan ngoãn để có quà thôi. Vì vậy các bạn hãy tạm dừng một chút và lui xuống dưới bên dưới. Ông già Noel sẽ đi phát quà cho từng bạn nhỏ nhá. Ông già Noel đi phát quà cho các bạn nhỏ nhá. Không sao trên sân khấu. Các bạn nhỏ ơi, các bạn mời các bạn nhỏ vui lòng lùi xuống sân khấu một chút. Chúng ta không nên ở trên này, chúng ta không nên nhận quà trên này.